Vua Hiệp Hòa sinh ngày 1 tháng 11 năm 1847, mất ngày 29 tháng 11 năm 1883, tên thật là Nguyễn Phúc Hồng Dật, là vị hoàng đế thứ sáu của triều đại nhà Nguyễn trong lịch sử Việt Nam. Ông không có miếu hiệu, được hậu duệ truy phong là Văn Lãng Quận Vương. Hiệp Hòa tên thật là Nguyễn Phúc Hồng Dật, còn có tên là Nguyễn Phúc Thăng, sinh tại Huế, là con thứ 29 và là con út của vua Thiệu Trị và bà tài nhân Trương Thị Thuận. Tước phong ban đầu của ông là Lãng Quốc Công. Năm 1883, Tự Đức băng hà, theo di chiếu hoàng tử trưởng Nguyễn Phúc Ưng Chân lên nối ngôi, nhưng ông này chỉ làm vua được 3 ngày, chưa kịp đặt miếu hiệu thì bị hai phụ chính đại thần là Tôn Thất Thuyết và Nguyễn Văn Tường hạch tội để phế bỏ và bỏ đói cho đến chết vào ngày 6 tháng 10 năm 1883. Đồng thời với việc phế truất Dục Đức, hai phụ chính trên còn đề nghị với bà Hoàng Thái Hậu Từ Dũ đưa Lãng Quốc Công lên làm vua. Nhà Hồng Dật ở Kim Long, Huế, theo Phạm Khắc Hòa, nguyên là ngự tiền văn phòng động lý của vua Bảo Đại. Khi đinh thần ra trước, dù năn nỉ mấy, Hồng Dật cũng không đi, nên cuối cùng phải dù đến võ lực mới được được ông vào Tử Cấm Thành. Hai hôm sau, ngày 30 tháng 7 năm 1883, Hồng Dật lên ngôi lấy hiệu là Hiệp Hòa. Trong sách Việt Nam Sử Lược của sử gia Trần Trọng Kim có ghi, trong Huế thì vua Hiệp Hòa cũng muốn nhận chính sách bảo hộ để cho yên ngôi vua, nhưng các quan triều có nhiều người không chịu và lại thấy Nguyễn Văn Tường và Tôn Thất Thuyết chuyện thế thái quá, muốn dùng kế mà trừ bỏ đi, bèn đổi Nguyễn Văn Tường sang làm bộ binh thượng thư, Tôn Thất Thuyết làm lại bộ thượng thư để bớt binh quyền của Tôn Thất Thuyết. Hai người thấy vua có lòng nghi, sợ để lâu sẽ thành vạ, bèn vào tâu với bà Từ Dụ Thái Hậu để lập ông Dưỡng Thiện là con nuôi thứ ba của Dục Tông, rồi bắt Hiệp Hòa ra phủ Dục Đức uống thuốc độc cho đến chết. Vua Hiệp Hòa làm vua được 4 tháng, sử gọi là phế đế. Nguyễn Văn Tường và Tôn Thất Thuyết đã giết vua Hiệp Hòa rồi, lại thấy quan phủ chính.